cái kiểu gì đấy? Ngày nào cũng làm tới làm lui như vậy, chán chết một. Quýt còi ba hơi là bay cao 15 mét, quýt còi hai cái là bay vừa 10 mét, quýt còi một cái là bay thấp. Đồng đội rõ chưa? Dạ rõ. Thỏ nào ơi, thỏ nào? Bỏ biên, anh em vào vị trí. Anh đi đâu mà làm kinh động đến chúng tôi? Các bạn có thấy thỏ nào đâu không? Mình đi tìm em mấy nãy giờ mà không thấy. Quan trọng lắm, các bạn giúp mình đi. Chẳng có chuyện gì quan trọng trên cánh đồng cỏ này cả. Mình đã hứa với ba mẹ em ấy là trông coi em ấy cẩn thận. Giờ thì mình tiêu rồi. Thì sao chứ, không có liên quan gì đến bọn này đâu. Trời ơi, chuyện này quan trọng hơn mà. Thay vì các bạn bay lượn vô nghĩa, các bạn làm việc có ích hơn đi. Hãy giúp mình tìm thỏ nâu nha. Sao chứ, bạn đừng nghĩ chỉ có chuyện của bạn mới quan trọng nha. Chúng tôi ngày nào cũng lao động vất vả, bạn có biết không hả? Sao, sao chứ? Nào anh em, nhiệm vụ của chúng ta là làm gì? Là dự báo thời tiết. Đúng, chúng tôi mỗi ngày đều phải tập trận để dự báo thời tiết chính xác cho cánh đồng này. Vậy mà bạn lại nói chúng tôi là vô ích à? Xin lỗi các bạn, vì mình đang gấp quá nên có lỡ lời. Được rồi, tha thứ cho bạn đó. Nhưng bây giờ chúng tôi không thể bỏ nhiệm vụ ở đây được. Cấp báo, cấp báo. Chuyện gì vậy anh Minh Nhì? Dạ thưa sếp lão, em đã tìm thấy được thỏ nâu ở phía trái cánh rừng, cách đây một đồng cỏ ạ. Vậy hả bạn? Tại sao Minh Nhì biết? À ha, hắn trốn đội ngũ để bay đi chơi đó hả? Sếp lão, tuy rồi hàng ngủ là không tốt, nhưng Minh Nhì đã làm điều tốt và giúp đỡ người khác. Được rồi, tha cho Minh Nhì, lần sau còn tái phạm sẽ phạt 100 lần. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Mình đi tìm thỏ nâu đây, không làm phiền các bạn nữa. Chuồng chuồng bay thôi.